với con một bào thì phí. Uống liệt hay uống em? Má giờ mở nhà mới chịu ra. Tiếng mát bên đây là cái già mà chạy. Thấy mà nhìn thấy đôi chia đi im mà éo hỏi cho em lắm. Chị đứng im nhưng mà chị thấy như vậy. Ừ, sao bữa em làm gì không đó? Dạ. Bữa em làm gì không đó? Em làm thoại của... Bây giờ về đây luôn hả? Dạ. Bây giờ về đây luôn đúng không? Hello, chia sẻ với anh em nhé. Ở bài nồi côn này các bạn làm 2 triệu bạc này. Thì cái nồi côn này á, thì tất cả nó là bẻ độ thôi, không có thắn nào tài giỏi gì hết đấy, đúng không? Còn cái buli ngồi nồi sau thì các bạn không thể nào thay đổi được kích cấu rồi, đúng không? Bố này thì có nhiều cái cắt dán, bố dung dịch, bố cặp con, nói chung là bố trời bố bể. Còn dây cu loa hai mặt này em trai chưa thay thế, đang đi bộ lồn trước của K01. Cái này K01, K77 lắp chung nhau. Rồi chúng ta vào bổ quả sẻ chia sẻ nha. Rồi con này Valeo nha anh em. Con này em trai vào làm ở thành phố nha. Thành phố nào thì rất mong anh em thông cảm. Chiều ship hàng làm cho em mới căn trúc một test chạy thử bán hàng. iPhone 3 bữa nay cao không? Có hàng nào lọt ra bán không? Mua bé á. Có hay chơi với Tuấn này không? Rồi anh em bán iPhone trúng quá mà. Nào cũng giàu hết. Em trai. Dạ. Hả? Đổ lên ngon quá. Rồi cái này SHK01 nha anh em. À, nhiều người có thể là để zin, nhiều người có thể bát qua một bát nha mọi người. Cho nó khỏi khả cái thằng này đổ hở cho nó sai số một chút xíu. Không lỡ may mà cây gen á các bạn. Các bạn đi cái nồi này nha. Nếu các bạn không căn đúng không? Lỡ may mà cây gen trong này bi lỏng lưng nha. Nó đảo nha. Thì nó sẽ quắn vào cái lốc này ngay. À, tùy theo các bạn đi nồi SH. Và cái nồi này mình sẽ tháo ra cho anh em, nó chạy cực kỳ là gào nha. Cái này các bạn chạy ở thành phố mà cảm thấy xe tăng, xe đồ nó chạy thì nó không kêu thôi. Còn các bạn đi về nhà quê ấy, thì gọi là nó kêu kinh khủng, gọi là từ la nha mọi người. À, cái này SH này, chia sẻ luôn nha. À, có nhiều anh em sẽ bào qua, bát qua một bát. Còn nhiều anh em để nó bằng khít luôn. Nếu mà gen này sai số trục trặc thì đương nhiên toác lốc. Rồi, dây cu loa em trai này thì chưa thay.
ô xì kê hai mặt. Rồi nồi này chống rung chống rung nha mọi người nha. Đấy, còn gọn hay không là không biết, mình sẽ lần lượt đưa qua cho mọi người. Rồi Jagolazin hai mặt xào. Rồi đây đồ hở vẫn cho phép. Mọi người nhìn thấy đồ hở vẫn cho phép không? Nếu đồ hở không cho phép sát quá thì đương nhiên bizen này nhiều lúc lỏng lưng, đúng không ạ? Rủi ro ở trong động cơ thì mình không biết, thì đương nhiên nó sẽ không còn thẳng tâm, thì đương nhiên nó sẽ bị cạ. Rồi đó là mình chia sẻ luôn. Còn góc đồ hở vẫn cho phép. Rồi bao nhiêu ly thì chúng ta phải lấy thước kẹp, chúng ta kẹp. Cái này khoảng tầm khoảng 5 ly à, 5-6 ly theo quay quan sát. Rồi thì có cái gì chia sẻ cái đó nhá. Do giờ này anh em cũng đang làm. Thứ nhất là gào ở đây. Đây nồi SH 7 độ vớt ghê thật. Nóng quá anh em ơi. Cho thằng em trai vá cái lốp xong rồi đó nha anh em. Đây. Còn cái này làm nồi á thì mình chia sẻ luôn, có em trai làm xe chủ xe ngồi đây luôn, mình xin phép được giấu tên. Thì quảng cáo thằng nào cũng quảng cáo hay lắm. Còn quan trọng ra làm chạy, chạy ở cái đường nào và chạy như thế nào mới gọi là ok. Các bạn đi cái bi này mà không gào tôi đưa cái đầu các bạn chặt luôn. Bi càng nhẹ ram bao nhiêu thì con xe ra chạy càng gào bấy nhiêu nha. Các bạn chạy ở đường thành phố mà đông người thì không sao. Nếu các bạn nào lắp cái bi này vào mà không gào tôi đưa cái đầu chặt đá bóng luôn. Thứ nhất là cái bi này quá nhẹ gào. Tùy theo người chơi, còn nhiều anh em thích gào mà con xe chạy không được nha, con xe này chạy nó la không nha. Đó. Ok. Quá nhẹ nè. Rồi ram nhẹ nè. Đảm bảo các bạn là gào nè. Được chưa? Rồi nồi SHK01. Rồi có thể người ta vớt qua một bát. Ồ xì kê. À. Còn cái này không có cái lò nào làm ok ô yếc hết anh em hiểu không? Còn bữa nay bẻ độ bao nhiêu độ 13,5, 13,8, 14, 14,5 mà tùy theo người bẻ. Ở trên đời này không có nào tài giỏi hết cái này hết. Rồi, đây là món nồi. Còn vấn đề từ láp cho tới đây, cho tới cái gen là máy không có tháo, nó không có thay đổi. Để zin. Nha. Còn lúc các bạn đệm lòng đèn ở trong này, độn lòng đèn ở đây chạy cũng không ngon luôn. Nhiều lúc anh em làm ít nghề, anh em nhìn thấy mới thắn chém thì thôi. Cái này mình để zin. Rồi, láp yếc vẫn không thay đổi. Và cái bu ly này thì không thể nào thay đổi được nhá mọi người. Rồi, bu ly zin. Nó vẫn còn mang ký hiệu 59G Valio. Và đặc biệt ăn này thì bôi mỡ nhiều quá. Đúng không ạ? Mỡ không biết có chịu nhiệt hay không. Cái nào? Không không em. Rồi mỡ bôi quá nhiều luôn nha. Chưa chắc lò nào hơn lò nào đâu. Ok chào ông Nguyễn Trọng. Ông vào mà xem clip mai mà làm ăn cho nó ngon nha. Rồi thì ba kẹp trượt này, cái này thì ok. Zin. Rồi chuông vớt láng. Bắt đầu chúng ta bóng. Nguyễn Trọng hôm nay không làm hay sao vậy? Nguyễn Trọng ơi, không làm này vào trong này học hỏi nhá, tiền bối chỉ cho vài đường mà kiếm tiền nhá.
Thứ hai, các bạn đi lò xo quá năng. Đó. Các bạn đi lò xo quá năng thì đương nhiên nó sẽ thay đổi tỷ số truyền luôn, và cái động cơ hầu như làm việc khá là mệt mỏi. Đó là quy luật. Trừ khi các bạn đi lò xo này và cái bi này để các bạn chạy ra trường đua 2K là trường đua của chị Hằng ở Bình Dương ấy, thì ok, các bạn mở họng ga DIC, mở Boe hoặc là sổ trái hoặc là đi kim 8 lỗ thì các bạn có thể đi ra trường đua Đại Nam của chị Phương Hằng, chị hay live stream thì mọi người chơi được. Còn ở đây là không có tài giỏi, các bạn đi cái bi này, đi cái lò xo này không gào, các bạn lấy bao nhiêu tiền tính toán cùng chi hết. Được chưa? Đó. Dám cá cược với mọi người điều đó luôn. Đi cái lò xo này và đi bi này mà để êm được, Tuấn mất cái gì cũng mất. Đây là hai bài mà em trai bảo gào. Thứ nhất là cái lò xo, quá kinh khủng, đúng không ạ? Lò xo năng thì các bạn biết rồi, thì nó phải nhờ cái lực RPM vòng tua máy lên lớn. À, thì cái này thì vấn đề anh em trong nhóm học thì anh em biết rồi nhá. Rồi bi. Đồ nó nhẹ. Quá nhẹ luôn, nhẹ như bông á. Đó. Cho nhiều anh em bảo hay làm nồi ở bi bao nhiêu RAM. Nha, yeah, nó là RAM ở đây nè. Đồ má con xe ra chạy nó gào bà cố. Rồi em trai giờ bỏ dây loa cho nó em nhá. Bói, nó xào lắm, anh đi cho em ra ngoài test thử, nó khác liền. Lấy cái máy ăn mát lên cho phát nữa. Rồi, cái bộ nồi này ok nha anh em nhá. Mình để zin luôn cho anh em ấy, mình không thay. Rồi, bố này cũng vậy thôi, chứ không phải là bố rồi rung giật, rồi bố chị gợn bao giờ cả. À, rồi, cái lò này ở thành phố làm nhá. À, quảng cáo này. Anh em bảo cái lò này ok, làm xịn sò này, căn chỉnh đồ ok này. Lấy cái lò xo em ơi, xuống lò xo em ơi. Cái dây loa 6 viên bi ơi. Ồ, cái này về quê mà đi bắt chó thôi á, vào đường hẻm nó gầm ghê lắm nhá mọi người nhá. Đồ. Má nó la kinh khủng luôn á. Nãy tôi ra tôi chạy mà nó la ghê thật. Đồ cái lò xo này tôi ép còn chưa xin nhê gì chứ tới cái gì? Tới cái động cơ. May là con này là 150. Nếu con 125 thì các bạn phải lên dòng tô máy lớn hơn. Đúng không ạ? Tôi dám đảm bảo bởi vì nó quá nặng mà. Đấy, còn riêng anh em đừng có giới thiệu ở bảo quảng cáo ở thắn nọ làm, chẳng có thắn mẹ gì hết. Ở đây. Rồi ok, thay cho em cái dây cô loa một mặt cho nó êm, nổ garanti không xào. Lấy bi xịn luôn. Và mình xin chia sẻ các bạn cái gì cũng vừa phải thôi. Bởi vì con xe này các bạn không đi họng ga, không đi kim, không thay đổi IC, và đồng thời Boe các bạn không thay đổi, thì tốt nhất các bạn đi bài vừa vừa thôi. Bởi vì không phải làm cái bộ nồi mà nó lên được hết cả. Nó phải phụ thuộc vào động cơ, hệ thống phun xăng điện tử, bơm nhiên liệu nha mọi người. Chứ không phải là một cái động cơ các bạn không làm gì mà các bạn cứ táng cho nó thoải mái như thế này vào. Nó cong luôn này. Nó cong luôn.
Rồi các bạn đi bi ram nhẹ không phải là ra là bỏ đầu là búng, không phải bỏ đầu là búng được. Đấy thì tùy theo, chứ các bạn đừng có nghĩ rằng chơi hết công suất đi. Các bạn phải hiểu cái công suất ở trong cái xi lăn nó là bao nhiêu để các bạn căn chỉnh, bởi vì cái nồi này nó khá là nhiều bài. Đó, còn nhiều lúc là các bạn thay như thế này đôi khi khách hàng về nhà tốn tiền, thứ hai người ta chạy người ta không sướng bởi vì nó gào kinh khủng luôn nhé. Bài nồi này có khoảng tầm 2 triệu. Đó thì anh em lưu ý tư vấn lắp đặt cho khách hàng. Rồi ok, bữa nay mình sẽ đi cái bi này nha mọi người. Cho thằng em mình test thử pháp. Rồi ok. Làm sao ra con xe nó chạy được, nhưng là phải không bớt gào. Chạy không được mà lại gào thì vít. Đó vừa phải thôi. Rồi. Đó. Ủa quá. Quá là so gì mà ghê dữ không. Vừa phải thôi, cho cái động cơ nó bớt mệt. À, đủ nó năng quá em, đủ nó ép mà ép xỉu luôn đó. Rồi ok, mình cũng đi vẻ độ nha anh em, nhưng mình đi theo của nó 125, mình không thay lên 150 nha. Mình ở đây cái gì cũng có hết nha anh em nha. SH đây. SH 2020 đây nha anh em nha. Đi bài vừa cho em nó. Tí nữa em nó test cảm thấy ok mới ra lúa nha. Làm có bỏ hành nha anh em nha. Đó, OCK. Lau bụi ăn này cái mỡ quá. Rồi được rồi. Lấy máy mở cọc bình cho em, map nó em một cái. Mình map nhẹ lên cho anh em nhá, kiểm tra nhá. Coi bài nồi này em trai em làm hết bài coi mã SM ID có thay đổi chưa nhá. Rồi, mình sẽ kiểm tra cái thông tin của SM nha anh em nhá. Rồi bây giờ tạm thời mình sẽ lắp cái nồi sau vào cái đá, mình kiểm tra thông tin của SM nhá. Các bạn lưu ý chuông thì tốt nhất là các bạn đi chuông bóng nha. Chuông càng bóng bao nhiêu chạy càng ngon bấy nhiêu nha. Nó êm nha mọi người nha. Đó là tùy theo mọi người. Các bạn muốn đi chuông nhám hay là chuông bổ hay là chuông lăn cái gì đó mình không biết. Nhưng theo mình là đi chuông càng láng bao nhiêu thì xe càng êm bấy nhiêu nha. Mình ở đây thì dị ứng cái chuông đóng.
dị ứng với chuông lăn nha mọi người nha, cứ láng này chơi này, rồi ăn này ăn thì vẫn để chuông láng nha, còn chuông lăn hay là chuông gì chạy nó không êm. Ô xì kê. Đây cáp ngoài này đây. Máy đó cáp ngoài này. Gào nữa là mình đi bài khác nha mọi người nha. Cáp đó. Cáp trong thùng kìa. Xiết cái đó làm cái gì nhỉ? Xiết xong rồi mở. Cho kiểm tra thông tin IC nào. Đây luôn. Lên chưa? Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra thông tin của IC nha. Chủ không kết nối được với xe mới ghê chứ. Nhớ lại nào. Rồi, ô xì kê nha. Rồi, bản này vẫn là bản 01 nha mọi người nha. Rồi, bây giờ đưa nhẹ nhẹ du em nó lên một chút xíu nha. Map lên chút. ACG. Rồi, chúng ta chọn vừa vừa phiêu phiêu cái khoảng 10.500 vòng RPM cộng 5 nha mọi người nha. Để cho em trai test thử cái. Và hôm nay anh em nào mua Smart Tool ưu đãi cái mùa Tết này tặng nhóm học online bộ tài liệu đồng hồ đo áp bơm luôn nha. Hôm nay tặng cho anh em 3 món, bộ tài liệu nè, đồng hồ đo điện nè và đồng hồ đo áp bơm xăng và bùng đốt. Đó, phải kiểm tra chứ anh em này làm nồi mà chúng ta chưa map lên mà sao mà chạy. Làm nồi là phải map. Map thì anh em phải làm nồi. Hai cái này luôn luôn phải song song với nhau. Bởi vì các bạn làm nồi cho cố xong các bạn không map thì nó chạy, nó cũng bỏ ra đầu thôi mọi người ơi. Hôm nay mọi người mua máy Tuấn tặng cho anh em nhóm học online, vào trong đấy xem và làm theo bộ tài liệu đồng hồ đo điện và một đồng hồ đo áp bơm xăng và bùng đốt. À, trong nhóm học thì anh em có hết trong đó luôn rồi nha. Phần quà cuối năm tặng mọi người 3 phần quà nha, và nhóm học là 4 nha. Tí nữa mình sẽ biết bài lên nha mọi người. Tay ga Xuân Dần, ô xì kê An Hà Nguyễn. Comment Zalo em 0909 75993 nha. Mọi người chờ nó bít bít một chút xíu đi. Em gửi cái đường link Zalo nhá.
Ai giờ. Sao này không thấy ghim ở đây nữa nhỉ? Đồ ghim nó chạy vù dưới này. Anh em nào mua máy nhận luôn 3 phần quà cuối năm nha mọi người nha. Mua về nhà map nạp file cho khách hàng nha. Rồi 3 món quà và nhóm học online là 4 nha mọi người nha. Máy quá hiện đại luôn nha anh em. Rồi mọi người nào đang có cái đồng hồ đo điện thì mọi người bữa nay không cần nữa, mọi người sẽ được đồng hồ đo điện. Máy bản R mới được nha mọi người nha, bản thường là không có tặng nhiều nha. Rồi tri ân từ hôm nay nha mọi người nha. Đồng hồ đo điện xịn, đồng hồ đo áp bơm xăng cũng đốt, bộ tài liệu nhóm học online. Làm nồi thì bọn các bạn phải không quên là map nhở. Đủ cái nồi sợ quá. Má tôi đảm bảo con xe ra chạy khắc quắc liền. Kêu chà bá lửa luôn. Titan đéo. Đổ ăn hạ xuống bớt mà tí em mày chạy mà cảm thấy nhịp ga lên nó nhẹ mà đủ nó êm hơn mới gọi là hay. Trước cũng mấy anh em cũng định muốn mua thấy làm thấy dở quá còn khách dám giới thiệu luôn. Ở trong đó hả? Dạ, tôi dám giới thiệu đâu, cũng có mấy anh mua đâu định làm lại rồi mà tôi em thấy em làm mà thấy chị mà gốm không nhìn nó không. Má nó kêu quá mà làm dữ quá mà thằng này tiêm mạnh quá. Tiêm quá trớn luôn. Chia sẻ nha anh em nha, mua Smartoon tặng được 4 món quà nha, cuối năm nha. Không có tặng anh em một bộ cam lô cam lê về nồi nha. Về nhà có máy remap làm thử bộ nồi nhà chạy coi phê không nha. Hải Hoài hôm nay không làm em trai. Đó, Đình Tuấn livestream cái anh em bỏ làm hết. Tội ghê. Vắng khách sư phụ ơi, ok. Bật khóa điện, tách khóa điện em ơi. Bỏ kia em. Rồi, nổ máy em trai. Đủ, dễ thương liền. Rồi, thôi, tắt. Ra bảo thử nha.
máy đây em. Alo. Alo. Cho ga ti lên em rồi, nhỏ quá. Alo. Nghe gì thế đâu. Alo. Lola. Máy này hơi kêu. Rồi em ra vào cái nữa em cha. Dọn đấy. Ra được quốc lộ kìa. Đừng lấy đề ba nhịp nhịp vào nào, có nhẹ không nào. Đừng có nhịp nhịp vào thử cái nào. Má vào được. Ồ, cái máy lỏng mẹ máy rồi. Máy giờ nghe đâu có chắc máy đâu. Lỏng máy luôn. Làm quá anh em, làm quá lỏng máy luôn nha mọi người nha. Chúng ta chơi bài vừa vừa thôi. Lỏng hết máy rồi. Má bì đúng nhẹ thật. Sư phụ đang ế. Trời mưa từ sáng giờ này. Hải Hoài ơi. Ơi, xin chào mọi người nhá. Công nghệ vớt đủ, vớt gớm chưa hả, đủ à, vớt xỉa này luôn đủ, đủ vớt mẹ vớt ghê chứ. Chúng ta đều giỏi thì Nhật nó đều đón chúng ta qua Nhật hết rồi nha anh em nha. Không có tan tay dầu nhớt nữa đâu. Má vào được. Ồ, con máy ấy, giá thật, đủ nổ gan ti không mà không êm mà. Tá hết máy. Về nhà con gào đi thêm chút xíu nữa cho nó êm nha anh em nha. Cái máy em mày ráo quá rồi. Cái máy ráo quá rồi. Máy này có chạy đường dài không? Đó. Hả? Má. Ráo hết máy rồi. Dự giống lên em. Alo. Alo. Rão hết máy. Chăn dòng tua máy lại cho anh đi. Kiểm tra thông số phát. Lại bắt nó vào rồi à? Để đi
Cái cho em mà cái máy em nó rào quá. Đủ cái máy máy táo quá rồi, máy đổ ganti mà sạch 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 nè. Chạy nhiêu ngàn nữa ta? Ủa có mười mấy ngàn thôi hả, mà chạy đường dài hả? Tát rồi gì rồi á. Thấy không? Xét gì nữa mà tua xét gì nữa. Alo, ai gọi em ấy nhở, mà sao không nghe không nói gì hết nhở? Dạ. Ờ, nó kẹt à? Ô, xì kê. Dạ, dạ, dạ. Ok. Dạ, dạ. Không hao xăng nha anh em nha. Rồi, nhiệt độ máy tới đỉnh điểm 84 độ thì lúc này ECM tối ưu cộng trừ 7-8% nha anh em. Rồi chúng ta map lên khoảng 10.000 RPM nha. Em muốn mặn hơn chút nữa không? Hả? Không, máy anh có đụng chạm gì máy đâu. Dạ, ý là máy anh không đụng chạm gì hết. Tắt 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 tay em ơi. Giờ chúng ta sẽ đẩy lên 12 RPM nhé mọi người nhá. Ô xì kê. Honda. Rồi chúng ta sẽ cho map 12.000 RPM map cộng 8% nha anh em nhá. Nhà có điều kiện mà, miễn sao êm chạy nhẹ là được. Mặn quá, em phải chơi cái này hại máy lắm. Em biết rồi, nói chung là nó ông bán nhiều, ông tư vấn nhiều lắm rồi, em tái lắm rồi chạy không. Nên là tư vấn nhiều lắm nè, có bé bộ đó, bộ kia ngon nhất, nó ngon nhất là em mới làm rồi. Bộ nào ngon nhất em, đủ mấy nồi nào, nó không giống nồi nào em. Khoay bẻ dậy chứ, nồi nào nồi ngon. Chúng ta càng đi cái lực lò xo năng bao nhiêu thì đương nhiên tổn thọ máy bấy nhiêu nha anh em nha. Đó là cái quy luật. Tùy theo vào cái dung tích xi lăn, tùy theo vào cái động cơ mo men xoắn nha mọi người nha. Đó là bất kỳ một cái điều gì cũng vậy, làm nghề chúng ta phải làm nó vừa phải thôi. À chúng ta làm, chúng ta chạy đua thì thoải mái. Còn chúng ta muốn làm để cho nó bền thì nó vừa phải. Còn anh em tọng dữ quá thì nó toang sớm thôi. Nó đơn giản như anh tay ga xuân dần vậy. Anh lấy vợ về nhà thì một tháng anh làm khoảng mấy cái. Còn nhiều ông kia ông lấy vợ về nhà một tháng 30 ngày ông toang tới 40 cái thì đủ mà vợ toang ngay. Anh em hiểu không? Động cơ máy móc nó cũng như vậy. Còn các bạn muốn trải nghiệm thì các bạn có thể thay thế cái lò xo này để các bạn căn RPM, nhịp ga, bánh sau quay. Và các bạn có thể thay thế ba cái lò xo nhỏ, lò xo năng, lò xo vừa, lò xo nhẹ. Đó, và các bạn sẽ dùng cái máy này để các bạn kiểm soát xem cái RPM nó lên bao nhiêu là xe bắt đầu chạy. Thì các bạn có thể nhìn vào đây. Đấy thì anh em chỉ cần thay thế khoảng 2 đến 3 bộ lò xo thì anh em sẽ có cảm nhận và bi. Đó, các bạn có thể lấy bĩa hắc ý cũng được. Đó, bĩa hắc ý nó cũng nhẹ. Đấy, các bạn có thể bồi nó vào và các bạn chạy và các bạn cảm nhận. Đó. Đổ vớt thì ghê chứ. Quá sắn mường gớm ấy.
cong của xo luôn chứ không hả, xo giờ cong luôn đúng không, đủ bây giờ nó cong không? Đồ thằng Lân này. Alo anh trai ở Đà Tẻ à? Rồi em ở Đà Tẻ đây. Bữa nào em về nhà thăm ông bà già em ghé sau nhà ông Ái á, đối diện trường mầm non á. Ờ sao biết hay thế. Ok anh. Bữa nay làm điều anh. Dạ. Oxy làm gì có oxy nào 2 giây ta. 1 giây chứ mấy anh. 1 giây à. Đâu anh có oxy đó, anh chụp em nào, em chưa thấy oxy 2 giây. Ok anh nha, bữa nào về. Dạ. Tôi làm cái tool bữa nay đang mạnh lắm anh, nó remap mở tour ngon lắm. Anh Lâm, cái tiệm ăn chỗ nào ấy nhỉ? Cái tiệm ăn ở đối diện cái chỗ nhà văn hóa à? À ngày xưa anh bán thợ tiện đồ đó gì. À chỗ anh đang làm chùm ở đó mà cố gắng phát huy lên, như ba xe là tẻ nó hụp ga rồi, mấy thợ kia đã làm nhiều đâu mà. Hai nữa bên này anh làm cho thợ rồi, bên này anh làm ngon, anh làm cho thợ ở khu vực đấy cũng ngon, nó mang đồ tiện tới cho mình, là ba con xe anh cứu ban đó là hơi bị tuyệt vời ấy. Tách khóa đi em, tách khóa đi em đó đó anh phát đi. Thì bây giờ tùy theo anh, một cái là anh lấy tiền vừa vừa, hai là anh giữ khách hàng đó, anh làm cho thợ, thợ lại ủng hộ đồ anh bán phụ tùng, anh chăm sóc cái đó hơi bị ngon á. Tay nghề bữa nào có ok để em lo hết, riêng FI với sở bất cây hay cái gì đấy để em lo hết cho chứ có gì đâu mà. Dạ, anh làm đấy, em tặng cho anh bộ tài liệu, em tặng cho anh bộ tài liệu không? Anh ở quê em thì anh yên tâm đi, còn vấn đề FI đấy, bữa em cho anh một cái nhóm, anh vào trong anh học bài bản. Rồi ít bữa nữa có dịp rồi hết Covid em về nhà em ghé anh em làm cái đó, anh muốn khó khăn cái gì em diễn anh hết cái đó. Cho rồi em lên ăn chút xíu em ơi, dòng tôi máy cho nhỏ. Không, làm con tool anh ơi, cho nó nhận diện máy cho nó nhanh. Nó vào, dạ, tự động nó nhận diện. Tự động nhận diện anh. Cái đó anh mua cái bản cao nhất là 18 mấy. Nó đọc thông số thì như nhau, chẳng qua nó hơn nhau cái là mình nạp cái file mở tua cho nó khỏi hụp ga buổi sáng á. Giảm cái đó cái nào không giảm được anh. Mà nó lườm thùm, nó lườm thùm. Dạ, yeah, dạ yeah. Cái này có hết mà anh. Dạ, yeah, mà quan trọng là người dạy ăn đấy chứ, người hướng dẫn đấy chứ, nó mới vô bài được chứ. À, nếu mà đi làm theo máy thì không cần học, không cần có kinh nghiệm. Khó lắm. Không phải cứ làm theo nó, cứ phải không phải là làm theo nó là thắng đâu.
Em thì cái gì không có, mà nói chung em tư vấn cho anh em như em cái thứ gì không có. À anh có Facebook em à? Anh có Facebook em à? À. Em biết rồi, ngày xưa ngày bữa lâu em có vẻ là tẻ rồi, em đi mấy xe ăn ra ngoài này, em có thể đi cùng ăn một chuyến xe rồi đấy. Đi xe bốn luyện hay là xe ấy kìa. À, bữa lâu rồi, bữa nữa lâu rồi, nếu ăn sửa xe đối diện chỗ mà nhà văn hóa mà chỗ mấy quán cà phê Thu Cốt mà ăn vừa bán phụ tùng à, đối diện nhà Xuân Ân cũ ấy thì em biết. À, đúng rồi. Ok anh. Anh quê ở đây, em quê ngoài đó thì em lấy vợ ở đây thì em ra ngoài này. Dạ. Dạ, ok anh. Nãy giờ nó lâu lắm, giờ nó lâu nó cũ rồi, nó làm ít hai nữa nó cứ quay trong trống trống rồi. Cái gì thì nó đi theo thời thời đó mà. Sao? Ok anh. Dạ. Ok anh. Anh em thấy xăng không thay đổi nhá. Đấy, ô xì kê. Rồi nạp lại đi. Bắn nồi cho em ạ. Cho em trai test thêm lần nữa cảm nhận rồi. Không. Sát một. Máy hơi nhão. Máy này nó ok thì nữa là ngon rồi. Khá là nhão. Thôi làm chồng nữa đi em trai. Không khóa là cứ bảo anh. Cứ chạy đi, chạy vài bữa không báo, không khóa là lên đây. Gà nhẹ mà, gà được rồi. Hello, xin chào anh em nhá. Quay mặt lại chào mọi người cái bảo thằng Địt Tuấn này bữa nay live stream không quay lại chào anh em. Thế chúng ta chào nhau cái. Sao Lê Quốc Tiến? Cái đó dễ mà em trai. Khó thì anh em mình lại live time. Em muốn cho nó đậm xăng, nhạt xăng, em muốn lừa nó cái gì thì em lừa chứ. Em lừa được cả anh mà. Sao mà em không lừa được cái xe? Đấy, cái nồi này là em trai mới làm ở thành phố. Thành phố nào thì xin phép được giấu tên thành phố đó. Nhưng em trai chạy bảo gào ghê gớm. Thì mọi người làm như vậy thì đương nhiên nó phải gào thôi chứ sao giờ. Đúng không? Đó là quy luật.
chứ chẳng có cái lò nào là ok cả, lò nào ok cả, tất cả lò hot hay hot ngọt rồi khách hàng vào là bụp thôi chứ không có chiêu gì hết, trừ khi anh em chạy bài độ ra sân chạy móc họng đi kim đi bô xăng lửa chẳng hạn như vậy thì cái đó mình không dám can thiệp. Còn thật sự để một con xe zin các bạn chạy cái này không bao giờ đạt, cực gào. Mày lên mày mua ăn bán cho mày giá rẻ tay ga mình hơn rồi. Mày cứ hỏi giá làm cái gì? Giá rẻ. Riêng thằng em mày có một cái giá rẻ. Mày lên đây rồi mày lấy, rồi mày về nhà mày remap. Hay mày lấy cái bộ này ăn bán rẻ cho mày lại 300.000. Oshike. Mày có chốt luôn cái bộ này ăn bán cho mày. Cặp nhôm lò xo dây cô loa 6 viên bi về nhà bổng bắn 300.000. Múc. Về mày lại bổ 800 cho tới 1.800.000. Không chín không chín gọi ai? Số hai à? Em chốt luôn. Để tí nữa hỏi khách hàng bỏ lại rồi em bán. Rồi, một người chốt. Mày lên ăn chỉ cho mày một chiêu. Mày bỏ vào lại chạy ào ào, không chạy được ăn cho mày tiền luôn. Ai bảo không chạy được? Mày kéo ga nó tự động sẽ chạy. Tay ga minh hơn. Mày cứ lên ga mà không chạy được, ăn trả cho mày 1 triệu. Sáng giờ em làm mới có mấy bộ nồi à. Đây, dây cô loa này. Đó. Đúng rồi, anh Khánh Moto. Và anh em nói này, Tuấn nói luôn một câu này. Chẳng có phét lác ở đây đâu. Thì anh em đầu năm vào đây đi, Tuấn cho anh em thoải mái về bài nồi. Từ cái lò xo này, lò xo kia anh em chạy ở đây đủ xe SH cho tới Valio. Để anh em cảm nhận. Đi khoảng 3-4 ngày nữa hay là bữa nào ghé thay Bình Nhất canh test lại phát nữa rồi. Được không? Dạ. Chịu khó xiên xiên thay nhớt vào. Má cái máy nó rã quá. Dạ, được. Sài Gòn nó đi cặp sao? Một đó dân ngập chỗ nước này, chuyện ghe là nó không chạy. Là nó không máy mà nó không chạy. À đó, nó nước vào dây cô loa nó tuôn. À, nó tuôn đây nè, mấy con dấu này. Nó khuyết hết nè. Dạ. Thấy không? Còn nhiều xe là nó tuôn nó gần này, mai mốt dây cô loa em lại phá nữa. Dạ. Đúng không? Nước vào dây cô loa nó trơn mà nó đâu chạy được. Đúng rồi, chạy ngay thì nó ngập lên tàu 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 này. Đúng rồi, nó phải từ từ, nó tì lại. Không, nó phải hám lại. Ở ít nữa khẽ thay nhớt, anh vệ sinh cho phải nữa. Bộ lò sau của em ăn để im ấy. Chứ chạy này hại máy lắm, bởi vì em không đi đua mà. Em đi đua em chịu khó, em rớt máy, em làm máy thì bình thường. Còn em chạy này đủ em ép nó tiêu hết. Bởi vì giống người mình vậy thôi, giống em bây giờ em bê con bé khoảng 70kg rồi đủ mà phê lòi. Đúng không? Bây giờ em mẹ khoảng 45kg rồi bê lên bê xuống nhẹ nhào chứ. Bây giờ đủ mẹ em mình, anh em mình đây mà cầm con bé khoảng 70kg đủ bê lên bê xuống toang hết. Còn làm lấy tiền, ai không lấy tiền em làm nó bài nó vừa phải. Đó em thấy không? Ủa đó. Chứ đâu phải làm quá này đâu, làm quá này nó quá chớn mất. Làm cái này em phải đi bô, học, IC, đủ thứ, em ra ngoài em bào thôi, lâu lâu em bào phát, em lấy độ rồi, em mua bia, em uống rồi vậy. Còn cái này để chạy kiểng, đủ mẹ răng của bóc. Thôi em uống
im im nó mặn 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 đấy này, làm sao giờ như con kia đầu nó đồ mà nó yếu. Đồ cái này nó bị mất góc ở đây nữa này. Tiêu hết. Tôi biết đỏ đỏ kia mới mùa đâu ấy, mới trộm rồi. Cái Jaguar này không thay sai sắt, chạy xe mà cái Jaguar này không thay sai sắt. Mẹ để gan ti nổ, nó để gan ti như kiểu mà đi chiên chiên trứng. Sao 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 sao. Em thấy tôi mạng nó thay cái Jaguar một mạch đó. Móc cái còn hai cái không? Dạ còn hai. Chịu khó là yếu cái đèn sờ mất kia mua viên pin này ra. Đủ con Vario kia anh phải nồi chứ anh phải tháo ra vài chục lần. Thôi cái bố em mới dán để im cái bố đi. Dạ. Bố em mới làm. Dạ dạ. Chứ anh không can thiệp cái bố đó. Để bữa nào nó xuống rồi á. Anh chỉ làm cho nó ok lại. Cái nào? Cái đó đồng 3 hết á. 1 triệu 3 hết. Đó anh map cho em map dùng. Giờ qua gì nó hết 400 mấy rồi mà. Sáu viên bi. Lò xo. Nữa lên hai bình nhớt gì đó anh bờ đang canh đồ lại phát nữa cho nó ok. Đem lấy đây vừa hả? Ok em. Lấy bì em. Lấy nó cái bì em ơi. Tụi bây chạy qua đây muốn về Vinh luôn á. Gào quá sao chạy. Nhiều khi đi Vinh nó còn ngon thôi mà Vinh mà điều này nó không lên. Nó lên giờ. Nhưng mà nó đi nó lại ít kêu. Thôi chạy đi, chạy đi, bộ rồi sau mai có cảm nhận sau rồi tính tiếp. Dạ, anh dạ. Căn đồ lại cho nha. Dạ rồi, cảm ơn nha. Ok. Gì? Hà Nguyễn. Với cái đồ đó em ở đây có một đầy mọi người ơi. Bi ở đây em vứt cả một đống kìa. Bi em không xài bi đấy, dây qua hai mặt em ở đây không có nhiều, cũng khoảng 30 sợi mới len keng. Còn cái nồi đó bây giờ nó bị khuyết rồi lấy làm cái gì? Họ mới làm một thành phố 1.9 triệu. 1.9 triệu đó. Nghe không? Vô cái lò này bảo ok, nồi có một loại, loại 2, loại 3 và chọn loại đẳng cấp nhất 1.9 triệu đấy. Người ta bảo quen, người ta giới thiệu 1.9 triệu. Nồi trước của SHK01, nồi sau 6 viên bi 3 lò xo, không map 1.9 triệu. Ok, ở đây cũng chơi như vậy 1.3 triệu. Nồi sau để zin. À, nồi sau của người ta. Rồi đây 1.3 triệu. Map cho cái.
Dây loa mình đầy bạn ơi. Dây loa cái gì, cái dây loa này mình thay nó đây này, mới làm đây này nữa này các bạn này. Đây này anh em. Đó. Bên trong kia còn một thùng nữa kìa anh em. Đây trong này còn một thùng nữa này. Mình ở đây cái này thiếu gì các bạn. Mới bán về chai dọn xong gọn. Đây còn một thùng nữa này. Nghe thấy không? Rồi. Thùng. Đó. Mới bán về chai. Đó, sạch sẽ thấy không? Đó, gọn gàng, OCK. Đây dây loa nữa anh em, bít lạ khả, dưới này còn lung tung nữa này. Đây. Thiếu gì anh em? Dây mình ở đây nhiều cái dây mà chưa lấy biển số cơ. Đó. Đây. Khá là nhiều, hai cái đồng hồ này 8 lít này anh em. OCK. Riêng các bạn sang năm nhá, nếu các bạn tới đây đúng không? Đình Tuấn cho các bạn làm full cái nồi này thoải mái, bài nồi luôn, từ cái lò xo, từ cái lung tung gì các bạn làm vario này 150 này. Được chưa? SH lít cho các bạn té ngửa bài nồi luôn, tùy theo các bạn đi bài nồi gì. Từ cái lò xo thấp cho tới lò xo cao, từ lúc cái bi nhẹ cho tới bi nặng, cho tới bi đóng luôn. À, để anh em cảm nhận cho tới cái độ gợn ở cái giải 450 luôn. Từ vi sờn AB cho tới A Black, cho tới A Black đời đầu luôn. Ra nớt đây ít gợn cho tới Valio luôn. Chơi thoải mái các bạn. Vào năm mới giảm 3% học phí nha. Đó. Năm mới anh em tham gia khóa học mình khai giảng vào đêm vào ngày 18 nha anh em nha. Cho anh em thoải mái luôn. Thì cuộc sống này trên mạng thì thiếu gì thắn anh em. Bây giờ toàn là bậc thầy bậc thắn trên mạng không mà. Thì cái quan trọng là chúng ta phải làm thực tế. Đó. Làm thực tế. Còn bây giờ thắn đồ trên mạng thì thiếu gì quảng bá, mã thương hiệu rồi bố nồi carbon đủ các loại thương hiệu. Đủ các loại thành phần bố hết. Mình ở đây có mỗi bố ông nội là mình chưa lắp thôi. Còn bố bà ngoại đồ lắp hết đây. Những cái đồ này anh em cho này. Này carbon này. Cứng như đá. Rồi. Nồi chống rung này. Rồi cái này mình để phần của anh em. Sang năm cho mọi người lắp. Đấy là những cái nồi này mình mua trên mạng. Những anh em người ta tặng. Hay là có nhiều anh em bán. Về nhà xài không được để lại mình. Để sang năm các bạn chạy vào các bạn lắp những cái nồi mà trên mạng. Đó. Rồi đủ các loại chuông cho các bạn nè. Các bạn phải chạy thử. Ô xì kê chưa. Gọi này chuông lăn. Rồi chuông nhám G nè. Rồi mấy cái này để cho các bạn chạy thử. Rồi các bạn sẽ có cảm nhận điều đó tại cửa hàng Đình Tuấn. Chứ bây giờ live stream thì mình không nói được điều gì. Rồi bố dài, bố ngắn, bố carbon. Rồi, bố ông ngoại, ông nội, đủ các loại bố. Đó, để các bạn mời các bạn test những cái này. Những cái lò xo nó cực kỳ căng đét. Những cái bi cực kỳ nhẹ. Mà theo các bạn nói là ram ram đấy. Rồi mình bỏ trong này cho khỏi xét. Ok, khóa học vào đầu năm sẽ giảm cho mọi người 30%. Bây giờ mình sẽ đi ship hàng. Này, bố nè. Đó, để các bạn chạy, để các bạn cảm nhận xem nó có gợn, có êm không. Rồi. Chơi bố cứng của Vespa nha. Lắp vào xem có gợn hay không. Để đây dành cho các bạn. Rồi, chuông scotter.vn. Đó, để các bạn cảm nhận.
bốn bộ nồi này ở trên mạng. Đấy, rồi các bạn cứ tới đây rồi các bạn sẽ cảm nhận nồi niêu xoong chảo như thế nào. Rồi lò xo đưa cho các bạn vài cái để các bạn cùng demo. Rồi thì bây giờ phải test máy và hôm nay tiếp tục trả máy cho toàn thể anh em. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành và ủng hộ. Cái cuộc đời này cái quan trọng nhất là chúng ta phải được là thực tế. Còn anh em bây giờ năm thở 10 thì với con xe ga thì chúng ta lấy đâu mà cảm nhận đường đâu để mà chạy. Và hai nữa anh em không có nhiều loại nồi, không có nhiều lò xo, không có nhiều bi để chúng ta cảm nhận được cái bài nồi chạy như thế nào, thì mời các bạn lên đây tham gia phun xăng điện tử. Nó sẽ kèm theo nồi và động cơ. Cách xử lý cái động cơ làm sao ở trạng thái động cơ nóng lên cho nó bớt bị giọng cọc 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 cọc. Được chưa? Lấy tiền. Rồi xin chào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream buổi chiều nay. Có xe vào mình bấm. Rồi. Nếu khách đồng ý thì mình mới livestream. Khách không đồng ý thì mình không livestream, mọi người thông cảm nha. Người ta không thích livestream. Rồi, không livestream thì nó cũng vào đây. Và chim like thì nó cũng vào đây. Này. Đó. Chim like thì nó cũng vào túi. Và không livestream thì cũng vào túi. Miễn sao cuộc đời này chúng ta phải là OCK. OCK thì mới có gì? KCO. Rồi, xin chào mọi người. Chào Lê Quốc Tiến, chào toàn thể anh em. Chào anh Trung Điệp. Lỡ may mà IC Winner tội thì anh cứ vui lòng liên hệ với em. Em thấy anh tháo con xe Winner ra mà em khoái rồi đấy. Để chúc cho anh thành công. Thank you. Cháu chào chú Tám nhé. Ở trong này có ông Tám xem luôn à. Ok, chào anh Tám lớn nhá.